Xin chào, bạn đã đến với kênh BBTG. Và hôm nay mình sẽ kể chuyện bạn nghe nha. Và trước khi là câu chuyện thì mình cũng xin lỗi các bạn vì lâu quá chưa ra clip mới cho các bạn xem. Và tại vì các bạn cũng đã biết là hết kỳ nghỉ hè rồi, là mình phải nhập học rồi nên không thể ra clip mới cho các bạn xem được. Mong các bạn tha lỗi cho mình. Còn bây giờ thì mình bắt đầu vào câu chuyện thôi nhá. Thì ngày xưa có một anh thanh niên tên là Hào, mình tạm gọi là anh Hào nha. Do là anh Hào học giỏi nhất làng nên dần dần trở thành thói quen và trở nên kiêu ngạo. Anh Hào đang đi trên đường thì thấy có một lũ trẻ đang bàn về cậu bé tên là Tý, rất là thông minh. Và anh Hào mới kiêu ngạo tự mãn nói là: "Đâu, thằng nào thông minh dẫn ta tới đó xem nào, ta sẽ đổ tới nó một trận coi ai thông minh hơn ai." Cái đám nhóc nghe lại liền đồng ý ngay và đi lại chỗ của cậu bé tên là Tý, được gọi là cậu bé thông minh. Và khoảnh khắc hai người chạm mặt nhau thì anh Hào đã đưa ra một con dán và đố cậu bé Tý là anh Hào xè bàn tay ra thì có một con dán trong chẩn và khép bàn tay lại và giấu sau lưng. Thì bắt đầu là đố là con giác còn sống hay đã chết. Lúc đó anh Hào đang kiêu ngạo tự mãn là nếu như cậu bé Tý nói là con giác còn sống thì anh Hào lập tức bóp chết nó, còn nếu như cậu bé nói là con giác đã chết thì anh Hào lập tức thả nó đi về thiên nhiên. Cậu bé Tý suy nghĩ một hồi, cái anh Hào nói: "Sao, thua chưa?" Cái cậu bé Tý lúc này liền trả lời là: "Sinh mạng nằm trong tay của anh đấy ạ." Lúc này anh Hào mới bàng hoàng liền, do không muốn thua và cũng học nhiều nên nhờ tài nhanh trí của mình mà anh Hào liền lấy con dán bỏ vào túi đằng sau của mình. Và sau đó thì anh Hào mới xẹp bàn tay ra và nói: "Đâu có con dán nào đâu mà sống với trẻ chết chứ." Cậu bé Tý hai mắt trợn tròng ra rồi nhô mắt lại như cũ. Cái cậu bé Tý đang suy nghĩ: "Ủa, con dán nó nằm đi đâu vậy?" Cái lúc này anh Hào bị dán cắn, ui da, do đau quá nên nhảy lên kêu la. Và thế là lũ trẻ bên kia đang cười để chúc mừng cho chiến thắng của Tý. Và kể từ đó tới giờ sau, anh Hào không còn kiêu ngạo nữa. Và câu chuyện đến đây cũng đã hết rồi. Các bạn hãy cho mình một like, chia sẻ và đăng ký và nhấn vào cái chuông thông báo nha. Còn bây giờ thì tạm biệt các bạn.